Nhân chứng kể lại lời cuối cùng của đại tướng Ấn Độ tử nạn trong vụ rơi trực thăng. Nhân viên cứu hộ Sivakuma, một nhân chứng tại hiện trường trực thăng mười 17 v năm gặp nạn ngày mùng 8 tháng 12, nói rằng đại tướng Bipin Rawat xin một chút nước và có thể nghe thấy những gì anh nói. Tôi không biết ông ấy là đại tướng Bipin Rawat khi chúng tôi đưa ông ấy ra khỏi đống đổ nát của chiếc trực thăng gặp nạn. Ông ấy hỏi xin tôi một chút nước. Ông ấy có thể nghe thấy và phản ứng lại lời nói của tôi nhưng tôi không thể lấy nước cho ông ấy vì nghĩ rằng trong thời gian thực hiện yêu cầu đó, chúng tôi có thể đưa ông ấy tới bệnh viện, nhân viên cứu hộ Sivakuma, Một trong số những người đầu tiên tới hiện trường trực thăng mời 17 v năm rơi, nói, Sivakuma cho biết, khi tới hiện trường, đại tướng Ấn Độ vẫn còn sống. Khi tôi nhìn thấy ông ấy, ông ấy vẫn còn sống. Đồng nghiệp của tôi tìm thấy đại tướng Bipin Rawat cách nơi máy bay rơi khoảng 60 mét. Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi là đội cứu hộ và đừng lo lắng. Ông ấy nhìn tôi và tôi cảm nhận được rằng ông ấy nghe thấy những gì tôi nói. Shivakuma kể lại những khoảnh khắc cuối cùng của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ. Tôi sống ở Indiranaga, cách nơi xảy ra vụ tai nạn 2 km. Khi tôi chuẩn bị đi làm hôm mùng 8 tháng 12, tôi nhận được cuộc gọi từ người anh họ sống ở khu vực Katerinanchapancharam nói rằng một chiếc trực thăng đâm vào một cái cây và bốc cháy. Ngay lập tức, tôi chạy đến hiện trường. Chúng tôi không thể đến gần chiếc trực thăng vì ngọn lửa cao khoảng 20 mét chúng tôi thấy ba người còn sống. Tôi đã nói với nạn nhân đầu tiên rằng xin hãy bình tĩnh. Nạn nhân thứ hai là ông Bipin Rawat. Ông ấy bị bỏng 60%, phần lớn ở phần dưới cơ thể. Có một vết thương nhỏ trên mặt ông ấy, Sivakuma nhớ lại sự việc thương tâm. Khoảng 3 giờ sau, một quan chức cấp cao của quân đội đã cho Sivakuma biết nạn nhân mà anh nói chuyện cùng là Đại tướng Bipin Rawat và cho anh xem một bức ảnh của Tổng tham mưu trưởng quốc đội Ấn Độ. Tôi không thể tin rằng ông ấy là tổng tham mưu trưởng quốc đội Ấn Độ và tôi thậm chí không thể lấy nước cho ông ấy. Tôi đã mất ngủ cả đêm vì không thể lấy nước cho người đã cống hiến rất nhiều cho đất nước. Sivakumar rưng rưng nước mắt nói. Đại tướng Bipin Rawat đã qua đời trên đường tới bệnh viện. Theo truyền thông Ấn Độ, trực thăng 17 v 5 đã rời căn cứ không quân Sula ở huyện Kobeto vào trưa mùng 8 tháng 12 giờ địa phương để tới cơ sở quốc phòng ở Wellington. Tuy nhiên, Vụ tai nạn đã xảy ra chỉ 30 phút sau khi máy bay cất cánh, vụ rơi trực thăng khiến vợ chồng đại tướng Bipin Rawat và 11 người khác thiệt mạng.